Xin chào các cô chú và các anh chị và các bạn trong uh, theo dõi việc Di chú thì hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2021 một số thành viên của nhóm trong việc Di chú đã phỏng vấn thành công thì uh, vị chú muốn đăng lên và cho xem các bạn để cho các bạn có thể uh, lấy tham khảo nha À, bạn Trịnh Lâm thì bạn Trịnh Lâm đã diện K K1 là diện hôn phu hôn thê thì bạn đã phỏng vấn đậu vào ngày hôm nay là giờ Việt Nam nghe, ngày 5 tháng 4 nhưng mà ở Việt Nam mới buổi sáng thì bạn có chia sẻ những câu hỏi thì các bạn có thể tham khảo ví dụ như là những câu như lãnh sự quán sẽ hỏi các bạn như là về việc kết hôn cây quanh là hôn phu hôn thê là bạn đã từng kết hôn chưa có tiền án gì không có vô đảng không thì những câu này bạn trả lời đúng chính xác tình trạng của mình nha còn nếu mà vô đảng thì lời khuyên đưa ra các bạn là các nên các bạn có hồ sơ định cư thì nên ra xin Hồ sơ ra khỏi đảng trước 3 năm, từ 3 năm trở lại thì à, tùy cái tình hình lúc vào phỏng vấn thì lãnh sự quán có thể cấp cho mình hay không nhưng mà mình vẫn ra khỏi đảng nhưng mà trước 3 năm thì mình chắc ăn hơn nhưng mà từ 3 năm trở lại thì nó có thể à, họ hỏi nhiều vấn đề nhưng mà nếu bạn đã khỏi, đã ra khỏi đảng thì nó vẫn à, chắc ăn hơn nhé. Yeah là ai ai bảo lãnh mình qua rồi họ sẽ hỏi những thông tin như gia đình chồng có mấy anh em bạn có gia đình ở Mỹ hay không chồng làm nghề gì chồng ở nhà sống chung với ai ai là người giới thiệu cho hai vợ chồng quen nhau đó đây là những câu hỏi của bạn Trịnh Lam đó và sau đó thì lãnh sự quán người lãnh người lãnh sự viên đã đóng dấu và dấu hồng là cấp visa cho bạn trong nhóm mình chị Lâm đây là một một cái case trong nhóm đã phỏng vấn thành công diện cây anh. Các bạn có thấy là một câu hỏi của bạn Cái trường hợp này nhờ khi các bạn check hồ sơ trên trang web của Sở di trú USCIS mà key qua Pro đó nghe là hồ sơ được cấp thuận chuyển từ Sở di trú sang cho Trung tâm chấp khám visa NVC nha các bạn. tại à, lúc đó thì mình sẽ có cái case number. Cái này là cái receipt number. Cái số quá là receipt number tùy theo cái vùng mình ở huyện hồ sơ thì nó có cái số ký tự khác nhau nhưng mà cái này là cái gì ship ở cali thì nó là wac Cái này có một câu hỏi mà nhiều người cũng hay thắc mắc Các anh chị hỏi cho em hỏi là khi đi phỏng vấn thì có in tờ xác nhận DS 260 hay không? Anh chị có thể in màu DS 260 là xác nhận đi phỏng vấn có mang theo bộ không Tờ xác nhận DS 260 thì chắc chắn các bạn phải in ra nha các bạn, đi lúc mà đi phỏng vấn mình phải in ra. Còn bộ thuế 864 A hey, uh, đáp số 4 uh, đáp số 4 thì nếu mà à, uh, các bạn có phỏng vấn trước à, uh, trong thời điểm này phỏng vấn trước ngày 17 tháng 5 á, thì mình có thể sử dụng bộ thuế của năm 2019 vì sở thuế đã à, uh, mở rộng cái deadline cái hạn cuối cùng để phỏng vấn là uh, để hết hạn đó là ngày 17 tháng 5 nên mình có thể sử dụng cái bộ thuế năm 2019 trước ngày đó nếu mà ngày phỏng vấn trước ngày đó trước ngày 17 tháng 5 nếu mà sau ngày đó thì chúng ta phải bổ sung cái thuế Bộ thuế năm 2020 khi mà thay thuế năm nay của thuế Của hội thợ thuế năm 2020 nha các bạn cái vấn đề một bạn đăng một cái bài về bạn bị đi trong best buy mà bị kỳ thị thì cái vấn đề này như vị chú đã đi làm live trực tiếp và về ngày thứ bảy vừa rồi về cái diễn hành chống kỳ thị người châu á của rất đông người việt đặc biệt là các bạn trẻ nhưng lại lại vì có một số rất ít người việt là đi ra đi ra phản đối cái cuộc diễu hành đó mà những người này là những người nói trời là những người mang cờ tổng thống trump cựu tổng thống chung ra đó là họ không biết họ suy nghĩ như thế nào đó, Nó nghĩ là họ là người họ cũng như là một người mỹ trắng và cũng là da trắng thượng tôn hay sao đó và những người này cực kỳ là cực kỳ là cuồng châm luôn ai một câu để xem còn bạn nào phỏng vấn thành công nữa anh à, có về cái bộ thuê bộ mức tài chính mới thì các bạn cũng nên cập nhật nha cái, cái này là áp dụng từ ngày 1 tháng 4 rồi các bạn nên theo dõi nhé để mình xem cái mức cái mức thu nhập của mình có đủ để bảo lãnh cho cho hồ sơ của mình đâu nhé nếu mà không thì phải kiếm người đồng tài trợ đây là một cái mẫu mà trái xanh nhưng mà gần như là 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 nhận được uh, um, đã đậu rồi nhưng mà chỉ bổ sung um, những cái giấy tờ như là vào cái trang có để nộp những cái tờ là để... để xem như ví dụ bạn này bằng cái xanh thì người cần cái bổ sung cái bảo trợ tài chính thôi đã xong rồi là cái hồ sơ này này người ta phỏng vấn thành công rồi nhưng mà cần phải cập nhật lại cái hồ sơ bảo trợ tài chính form có số bốn không phải giấy xanh nào là cũng có nghĩa là mình mình, mình rớt mà cần bổ sung một số giấy tờ mà nó nó dễ dàng thôi thì mình bổ sung thì họ sẽ lãnh sự quán sẽ kèm theo cái cái hộ chiếu của mình thì mình, lúc đó đủ thì lãnh sự quán sẽ cấp mà đóng visa trên hộ chiếu nhé. Ok các bạn đây là một số thông tin trong nhóm việc ghi chú những hồ sơ đã phỏng vấn đậu và chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. À, những bạn nào có có chuẩn bị sắp có lịch phỏng vấn có thể chia sẻ và um, cho kinh nghiệm cho mọi người cùng biết nhé cảm ơn các bạn